Hello, xin chào tất cả mọi người, và mình là Sarah đây. Hiện tại Sarah là fitness trainer và chia sẻ những kiến thức liên quan đến dinh dưỡng cũng như là tập luyện ở trên các nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, YouTube hay là Instagram. Và video ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng đề cập với một chủ đề mà mình nghĩ rất là hot, đấy chính là mỡ bụng dưới. Không chỉ đối với cả các bạn nữ đâu mà đối với cả các bạn nam thì ai cũng cảm thấy lo lắng và có một chút tự ti với bụng dưới của mình, đúng không? Bạn có thể che nó đi, có thể bằng quần cặp cao hoặc là bằng đa nịt bụng, nhưng mà anyway, chính bạn mới là người biết rõ cái cơ thể của mình nhất, và chính bạn mới biết là bụng dưới của mình gặp cái vấn đề gì. Và hôm nay Sarah xuất hiện ở đây để giải quyết những vấn đề đó với mọi người ha. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng phải tìm hiểu xem là cái nguyên nhân tại sao mà cơ thể của mình lại bị tích mỡ bụng dưới. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đấy chính là cái khả năng vận động hàng ngày của mình. Có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là do mình ngồi nhiều, tại vì mình có thể làm việc văn phòng nhiều hay mình phải ngồi nhiều đúng không, thì cái mỡ bụng dưới nó sẽ bị chảy xuống dưới. Thế nhưng mọi người có bao giờ đặt ra cái câu hỏi là thế còn những bạn nào mà các bạn ấy cũng ngồi nhiều nhưng tại sao thân trên các bạn ấy vẫn bị tích mỡ không? Thì cái việc ngồi nhiều á, nó không có phải là do mỡ của bạn bị đẩy xuống dưới, mà nó là do cơ thể của bạn không vận động nhiều, nên là cái calories mà bạn burn được trong một ngày á, nó sẽ ít hơn, và đồng nghĩa với việc là cái cơ thể của bạn trào chất nó cũng sẽ bị giảm đi. Và lâu dần ngồi nhiều này, stress công việc này và ăn nhiều lên, nó dẫn đến việc mà bạn bị dư thừa calories ra và làm bị tích mỡ bụng dưới. Và mỡ bụng dưới là một trong những cái phần mà cực kỳ dễ bị tích trữ. Có thể nói là đây là nơi đầu tiên mà mọi người sẽ bị tích mỡ nếu như mọi người bị tăng mỡ trên cơ thể của mình á. Nên là có hoàn toàn dễ hiểu nếu như mà cái cường độ vận động hàng ngày của mình ít mà mình lại bị tích mỡ bụng dưới, right? Nguyên nhân thứ hai đấy chính là một chế độ ăn dư thừa năng lượng, một cái chế độ ăn mà dư thừa calories. Một, nếu như bạn là một người đã có một cái vóc dáng rất là đẹp rồi và bạn muốn duy trì cái vóc dáng đó, bạn muốn duy trì cái mỡ bụng dưới của bạn, thì bạn phải có một cái lối sống rất cân bằng, và cái mức calories của bạn cũng phải ở mức cân bằng, nghĩa là cân bằng năng lượng in và out đấy. Và kể cả cho dù nhá là bạn có cân bằng được mức năng lượng đấy nhưng mà bạn không có stay active, bạn không có vận động nhiều này, bạn cũng không duy trì cái việc tập luyện sau đó nữa, thì cơ thể của bạn có thể là cân nặng vẫn giữ nguyên nhưng mà lượng mỡ nó sẽ tăng lên, do nó sẽ làm giảm cái lượng khối lượng cơ xuống do không được duy trì cơ bắp á. Và từ đấy thì mình lại tiếp tục bị tích mỡ bụng dưới. Còn yếu tố thứ ba mà dẫn đến việc mọi người bị tăng mỡ bụng dưới mà theo mình quan sát được về cả cơ thể của mình lẫn là cơ thể các khách hàng của mình, đấy chính là ngủ muộn. Cụ thể về cái việc giấc ngủ của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình như thế nào á, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ở trong một cái video khác. Nhưng mà mọi người tưởng tượng như là giấc ngủ là cái lúc mà cơ thể của mình nó sẽ thực hiện những cái quá trình trao đổi chất này, có thể phục hồi cơ bắp này và giúp cho cơ thể của mình có thể phục hồi sau một cái ngày dài hoạt động. Nhưng nếu như mà bạn ngủ muộn hay là bạn bị thiếu ngủ thì cơ thể của bạn nó sẽ không có đủ thời gian để hoạt động những cái việc đó, dẫn đến việc là chất lượng tập luyện của bạn cũng bị suy giảm này, dẫn đến việc là khả năng tập trung của bạn cũng bị suy giảm này, dẫn đến việc là cơ bắp của bạn không thể phục hồi được này, thì cái khả năng đốt mỡ trên cơ thể của mình nó cũng sẽ bị giảm đi, và đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà bị tích mỡ bụng dưới. Thì sau khi mà chúng mình tìm hiểu xong được ba cái nguyên nhân tích mỡ bụng dưới rồi á, thì chúng mình sẽ cùng đi đến những cái phương pháp để giải quyết vấn đề, đúng không? Biết được rồi thì thực ra nói như vậy thì chắc là kiểu mọi người cũng đoán ra được rồi, nhưng mà để giải quyết những vấn đề liên quan đến bụng dưới á, thì cái yếu tố đầu tiên đấy chính là bạn phải thực sự nghiêm túc và kỷ luật. Bạn phải nhận biết được rằng là cái bụng dưới nó không tự nhiên sinh ra và nó cũng không tự nhiên mất đi, nó cần cái sự kỷ luật của bản thân mình và một cái kiến thức để mình hiểu được rằng là nó không dễ dàng để mất đi. Bạn tưởng tượng như là mỡ bụng dưới của bạn nó cần một khoảng thời gian dài để tích vào, thì nó cũng không thể nào mà kiểu chỉ trong 1-2 ngày mà nó mất đi được, nên là bạn phải nghiêm túc, kỷ luật và kiên nhẫn với cơ thể của mình. Yếu tố tiếp theo đấy chính là hãy stay active, hãy để cho cơ thể của bạn vận động hàng ngày. Mình không biết chính xác công việc của bạn là làm gì, nhưng mà cho dù là mình làm gì chăng nữa thì hãy giữ cho mình một cái cơ thể mà nó có khả năng được vận động hàng ngày. Ví dụ như là buổi sáng bạn có thể dậy sớm hơn một chút rồi đi dạo xung quanh nhà, nếu mà tốt hơn nữa thì hãy đi chạy xung quanh nhà, hoặc là buổi chiều sau giờ làm việc về thì có thể đến phòng tập, nếu mà bạn không thể đến phòng tập được thì cũng hãy đi dạo xung quanh hoặc là đi bộ xung quanh cái khuôn viên ở nhà mình. Nó có rất nhiều cách để bạn có thể stay active, ví dụ như là khi thoảng thì mình làm việc mình sẽ đứng lên để vận động này, hoặc là hãy làm việc nhà chăm hơn đó. Tránh cái việc ngồi nhiều. Cái việc ngồi nhiều á, nó không phải là bạn ngồi nhiều bạn bị chảy mỡ xuống, mà là bạn ngồi nhiều thì cái lượng calories mà bạn burn được trong một ngày nó rất là thấp đó. Yếu tố thứ hai đấy chính là hãy giữ cho mình một cái cuộc sống cân bằng. Cái cuộc sống cân bằng ở đây thì ý của mình muốn nói đến, mình không phải là kiểu bảo mọi người là ngày nào mình cũng phải đi ngủ sớm hay là ngày nào bạn cũng phải đi ngủ vào đúng cái giờ này và dậy đúng vào cái giờ này, nhưng mà ví dụ như một tuần có 7 ngày thì hãy giữ cho mình khoảng 6 ngày
ít nhất thì cũng phải khoảng được 4-5 ngày là hãy cho mình một cái routine vào buổi sáng, cho mình một cái routine vào buổi tối, nó healthy hơn, nó tốt cho cơ thể của bạn hơn, để mà bạn có thể có một cái giấc ngủ tốt này. Và khi mà bạn có một cái giấc ngủ tốt rồi á, thì buổi sáng hôm sau á, cái khả năng vận động của bạn nó cũng sẽ tốt lên. Từ đấy thì cơ thể của bạn nó sẽ tăng cường trao đổi chất lên và khỏe mạnh hơn, và mỡ bụng dưới từ đấy nó cũng sẽ tiêu tan. Còn nếu mà không thì còn lại thì ví dụ như trong tuần bạn có thể 1-2 ngày đi chơi cùng với bạn bè, hoặc là ngủ dậy muộn vào sáng chủ nhật. Nói chung là hãy tìm cho mình một cuộc sống cân bằng, đừng cố gắng để kiểu gò bó bản thân mình quá, ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào cũng như ngày nào, thì cái sự gò bó đấy nó sẽ làm cho bạn bị kiểu breakdown ấy, bạn sẽ kiểu không có chấp nhận được ấy. Nên là hãy tìm cho mình cái sự cân bằng. Mình chỉ khuyên mọi người là mỗi người tìm cho mình một cái thời gian cân bằng trong cuộc sống của mình thôi, thì mọi người sẽ cảm thấy mọi thứ nó rất là thoải mái và dễ chịu. Hai vấn đề còn lại thì nó sẽ liên quan đến mặt kiến thức một chút xíu. Đầu tiên thì mình sẽ nói về dinh dưỡng trước nha. Dinh dưỡng làm thế nào thì bạn có thể cải thiện mỡ bụng dưới của bạn? Như mình nói rồi đấy, quan trọng nhất là nếu như bạn muốn duy trì cân nặng thì bạn phải cân bằng yếu tố calo out và calo in mà bạn nạp vào và đào thải ra mỗi ngày. Nhưng mà riêng với việc mỡ bụng dưới á, thì không chỉ là calo mà nó còn quan trọng đến là cái chất lượng thực phẩm mà bạn ăn vào hàng ngày. Nếu như là bạn ăn những cái đồ ăn mà qua chế biến quá nhiều này, có nhiều dầu mỡ này, có nhiều đồ mặn này, nó sẽ tăng khả năng tích nước trên cơ thể của mình, nó sẽ giảm khả năng đốt chất béo trong cơ thể của mình và tăng khả năng dự trữ mỡ trên cơ thể của mình. Nó có rất nhiều những cái mà có thể xảy ra khi mà bạn ăn những cái đồ ăn mà nó không lành mạnh. Chính vì lý do thế nên là hãy cố gắng chọn cho mình một cái chế độ ăn cân bằng. Cái đầu tiên hãy để ý đến calorie trước, sau đấy thì hãy để ý cái macro ở trong đấy, tỷ lệ fat, tỷ lệ carb, tỷ lệ protein. Đây là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để bạn có thể giảm được cái mỡ bụng dưới của mình. Còn nếu như mà calo thì bạn vẫn ăn ít như vậy á, nhưng mà kiểu bạn nạp rất nhiều chất béo vào người, bạn nạp rất nhiều carbohydrate vào người, kể cả nhiều protein vào người chăng nữa, cái gì quá nó cũng không tốt. Nên là hãy chọn cho mình một cái chế độ ăn cân bằng. Ok. Một cái yếu tố nữa mà cái yếu tố này đối với mình rất là quan trọng, đấy là phương pháp tập luyện. Thì mọi tưởng tượng này, mỡ trên cơ thể của mình mọi người muốn giảm được thì cái đầu tiên mình đã nói rồi là stay active, vận động hàng ngày. Cái thứ hai, nếu như bạn là một người có thời gian đến với việc tập luyện thì hãy duy trì cho mình cái cường độ tập ít nhất là 3 buổi cardio một tuần. Ít nhất là 3 buổi cardio một tuần. Mình không biết là các bạn tập list, tập hit, tập dance, tập bất cứ môn nào, thì hãy tập cardio 3 buổi một tuần. Và có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là muốn giảm mỡ bụng dưới thì các bạn cứ đâm đầu vào tập mỡ tập bụng dưới đúng không? Nhưng mà có nhiều bạn kiểu tập bụng dưới xong rồi bảo là chị ơi tại sao em tập bụng dưới xong rồi cái bụng em nó còn to hơn so với bình thường. Thì tại vì là nếu như kể cả mọi người tập bụng dưới nhiều đến mấy mà mọi người không giảm được cái mỡ ở phía bên ngoài đi thì trông cái bụng của mình nó vẫn bự lên và nó còn làm cho mọi người bị stress, bị căng thẳng hơn. Vậy nên là mình vẫn duy trì tập bụng, nhưng mà ít nhất là hãy duy trì cho mình 3 buổi cardio một tuần. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể của bạn thay đổi rất là nhiều. Và cái quan trọng hơn nữa, nếu như bạn có những cái buổi tập strength, mình gợi ý mọi người có những cái bài tập mà nó cần phải sử dụng cái phần core balance nhiều hơn. Nghĩa là bạn có thể vừa ứng dụng được việc tập luyện cho phần cơ transverse và trong những cái bài tập chính của mọi người. Thì đó là một trong những cái cách mà mình rất là hay sử dụng để tập cho cái phần bụng dưới của mình. Đó. Còn nếu mà mọi người hỏi mình là thế thì có nên kiểu tập bụng vào mỗi buổi sáng không, thì đối với cá nhân mình thì mình thấy cái điều đấy nó không có sự khác biệt nhiều. Có những bạn thì kiểu các bạn đi ngủ dậy các bạn đi tập 10 phút bụng thì nó cũng không phải là sai, nhưng mà đối với mình thì mình phải có một cái kế hoạch mà nó bao gồm tất cả những thứ mà mình vừa nói đến với mọi người á, thì nó mới có sự thay đổi được. Nó sẽ không thể thay đổi chỉ qua một bài tập. Nhưng mà cái việc mà bạn dậy sớm và bạn tập một bài 10 phút một ngày, nó cũng là một cái điều mà rất là tuyệt vời rồi, cũng là một cái thói quen lành mạnh mà bạn xây dựng được rồi. Vậy nên là chỉ cần quan tâm đến những yếu tố còn lại nữa thôi. Ok, thì mình nghĩ rằng là đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video lần này. Sarah mong rằng là những cái kiến thức mà Sarah chia sẻ đến với mọi người thì nó có ích và nó thực tế để cho mọi người có thể áp dụng được nhất. Nếu như mọi người có câu hỏi gì thì mọi người đừng quên comment ở phía bên dưới cho mình biết. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. See you!